Đây, Phú mới xin phép cô có trưng cái bịch này nè cả nhà ơi. Đây là cái bánh 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 tráng bắp mà cô nói nè. Ồ. Cái này có mua ở siêu thị hả cô? Ở bệnh luôn chuyển về. Wow. Ở đây hay là có bán ở đâu cô cũng chưa biết. Dạ. Nó bị nát đó con. Dạ. Lúc ra cái miếng nó to lắm. Quay rồi hả? Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú Chia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với phim Phú Travel. Hiện tại thì Phú và Mèo mới quay ở Đà Lạt về. Thì sắp tới sẽ có những cái clip đó đi du lịch ở Đà Lạt nữa để chia sẻ cả nhà. Nhưng mà bây giờ ngay lập tức ngày hôm nay vừa quay thì phải nóng sốt để đến đây để chia sẻ một địa điểm mới vừa xuất hiện để cho cả nhà được nắm rõ. Đây là ở đây là bán bánh mì nướng mướp ớt thập cẩm và nhiều loại món ăn nữa, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Địa chỉ của đang đứng là hẻm 95/2 đường Đinh Tiên Hoàng cũ nha cả nhà. Thì cái đường mới sẽ hình như là Lê Văn Duyệt nhưng mà chưa có đổi. Quán tiệm này sẽ nằm ở kế với trường học Võ Thị Sáu và cái patio ở đầu hẻm. Thì hẻm nó cũng vừa không nhỏ không lớn nhưng mà tới cái giờ này học sinh đổ ra mua sẽ rất là đông. Cả nhà lưu ý giờ bán là từ 3 giờ đến 8 giờ. Thôi bây giờ chúng ta giờ không tìm hiểu và mua ăn thôi. Cả nhà ơi đừng quên like share cũng như là nút subscribe nha. Tại đã đến giờ cao điểm, hiện tại là cô đang bổ sung đồ ăn vô trên cái xe đầy ắp đồ ăn của mình. Đó, quá trời đồ ăn luôn. Cái này là thập cẩm không chà bông. Thập cẩm không chà bông là cái loại nướng đó phải không cô? Đúng rồi, thì đúng. Ruốc, mỡ hành, chà bông. Không cho ông nói gà hay heo con? À, chà bông. Nửa trứng gà, một trứng cút, hai cá viên, xúc xích, nem, mì chả. Hai thập cẩm hay gì á? Thôi. Một cái chai thái. Mayonnaise. Tương ớt 20 ngàn. Đó. Nhanh gọn lẹ. Hai thập cẩm à. Chắc đi con đó hết đi. Con chào cô. Rồi, cảm ơn con nhiều. Con xin phép hỏi cô tên gì hả? Cô Cúc. Cô Cúc. Không hết đừng, cô Mỹ Nhân. Cô Mỹ Nhân. Mỹ Nhân với chị. Cô Mỹ Nhân nha. Trời ơi. Cái biệt danh đó ở đâu đây cô? Tên thiệt con Trương Thị Mỹ Nhân. Tên thiệt của cô là Trương. Trương Thị Mỹ Nhân. Trời, hết hồn. Hết hồn luôn. Tưởng biệt danh của cô. Cái này mẹ tao già. Thì ở đây là thấy là bán bánh mì nướng. Cái này là nướng không hay là có nướng mướp ớt không cô? Không, thì không, cái sốt nó cũng là cái sốt sa tế đó. Dạ. Cái sốt sa tế. Nhưng mà là ở trong hả cô? Ở trong, rồi mình quết lên cái mặt bánh mì. Dạ. Ôi, nhìn cái này giống ở Tân Phú quá nè. Giống lắm. Cô thì ở nhà cô đi ăn ở đó rất là nhiều lần. Cô ăn ở đó và bây giờ là cô về đây cô mở cô bán luôn. Rồi, cô bán luôn. Cô bán từ hồi lúc nào? Đầu tháng 6. Đầu tháng 6. Dạ. Em bắt quay quét này chưa? Dạ chưa. Giúp cô. Lát hồi ổ mình quay luôn. Rồi. Cô quét luôn rồi kìa. Đó cô quét của khách đó. Một cái không cay phải không Nhân ơi? Đó. Rồi. Cái đó là cái sốt ớt đó đúng không chị? Sốt ớt sạch tế. Cái này xài cái lọ ép. Xài lọ ép chứ không có xài lò nướng. Cái này nó dễ sinh hơn. Không nó khó dữ. Rồi, con nhờ cô Mỹ Nhân giới thiệu giùm con. Đậu phộng nè. Dạ, cái đó là chả gì con? Chả cua. Chả cua. Rồi. Rồi, nem. Nem nướng. Nem nướng. Xúc xích. Xúc xích. Cá viên. Đó.
Cá viên, trứng cút và trứng gà. Ok. À, ở trong là ruốc nữa nè. Rồi ruốc, mỡ hành, gà bông, hành phi, đậu phộng. Con thấy là có nhiều gia vị, nhiều nguyên liệu là ở nhà làm lắm hả cô? Dạ đúng, mỡ hành rồi với lại trà bông đồ đó. À, rồi còn chả cua lạp xưởng thì sao? Chả cua thì con mua. Dạ. Đúng rồi, con mua cũng hàng ngon không ạ? À. Dạ. Không, con nhìn cái xúc xích rất là ngon luôn á. Ở đây ngoài ra cô bán cái bánh mì này thì nãy Phú thấy cô có bán cái món bánh mì nướng phô mai hả cô? Xúc xích. Thì cái đó chỉ 20.000 thôi, cái đó là chỉ có xúc xích và sốt phô mai. Dạ. Ngoài ra cô có bán thêm một cái món là bánh tráng phô mai nữa. Là cái này là bánh tráng. À. Cái này là bánh gì vậy cô? Nó dạng, cái nó dạng đó là bánh bóc thôi. Dạ. Ờ, dạng bánh tráng mà nó có cái vị bóc. Dạ, con bánh thấy nó lạ quá. Dạ. Còn ngoài ra hình như cô có bán bánh mì sandwich nữa. Đúng, sandwich của bốn cái loại sốt. Một cái con lấy rồi đây. Đây 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 đây. Đây. Quay qua cái đó. Ôi. Rồi cô xài toàn đồ hiểu không vậy? À, sốt nữa nè, sốt này mức đào, mức dầu với mức dầu. Dầu nho. Đào, sô cô la, bơ đậu phộng nữa, còn không bơ đậu phộng đâu. Trời ơi. Ở dưới đó nha, cái chỗ đó luôn bằng nước, còn không bơ đậu phộng nữa. Cái này là đậu phộng đâu không cô? Đúng. À. Đây. Đây. À, cô có hũ nè. Trời ơi. Mà cô bán 10.000. Là một cái phết hai mặt. Một cặp. Còn cái sô cô la này á thì 12. Dạ. À đây. Cái này con biết cô bắt trước ai không? Cô Mỹ Anh. Vậy là cô xem của con đúng không? Đúng, cô theo dõi con thường xuyên. Mới con tới là cô biết liền. Trời ơi. Con nhớ không? Cô Mỹ Anh chợ thiết. Dạ. Đó, tại vì cô bán bánh mì á cho nên cô kèm luôn với cô Mỹ Anh. Ờ, hay quá. À, cả nhà thấy cô chia sẻ thiệt luôn, cô là cái ăn Tân Phú là cô thấy thích, cô bán theo. Rồi ăn cô Mỹ Anh là cô bán nước sốt theo luôn. À, cô là hàng ngoại nhập. Dạ. Rồi, đây là giờ bán và ngày nghỉ, cô nghỉ ngày chủ nhật. Menu giá từ 20, 12, 10.000. Bánh tráng sốt phô mai 10.000, 15.000. Lúc đầu thì Phú định thử là bánh mì nướng thập cẩm. Nhưng mà bây giờ có tất cả là 3 món thì mình sẽ thử 3 món. Rồi. Ở đây có sữa đậu nành lá dứa nữa hả cô? Ok, rồi con sẽ cho con thử luôn. Ồ. Ở nhà cô nấu luôn nha. Ồ, cô bán quá trời món luôn. Ừ, tại vì cho học sinh nó còn một cái giá phải mềm. Dạ. Nên chỉ là 20.000 trở lại thôi, không hơn. Là giá học sinh. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ con nhờ cô bán giùm con một phần bánh tráng sốt phô mai nè. Ok, lấy dĩa đi con. Một phần bánh mì nướng thập cẩm nè. Ok. Và cái bánh mì chắc là bánh mì sốt phô mai xúc xích thử luôn. Xem nó như thế. Bánh là mời nè, hai người đó. Ôi trời. Nè cô mời. Cả nhà nấu nha. 10.000 hả cô? Đúng rồi, 10.000. Lá dứa. Sốt là lá dứa. 100 thôi nha. Thử liền luôn. Bỏ quá chất cái gì á. Thử liền luôn. Đây là con tiền thử ngay trong lúc đang phỏng vấn. Thơm ngon quá cô ơi. Cảm ơn cô. Rồi, một phô mai, một thập cẩm hả con? Với gì nữa? Dạ, với lại cái bánh tráng đó cô. Ok. Rồi, hai dĩa đi con. Đây. Phú mới xin phép cô có trưng cái bịch này nè cả nhà ơi. Đây là cái bánh tráng bắp mà cô nói nè. Cái này cô mua ở siêu thị hả cô? Không, ở bên ngoài. Ở bệnh luôn ơi, chuyển về. Ở đây chưa có bán rồi. Hay là cô bán ở đâu cô cũng chưa biết. Dạ. Nó bị nát đó con. Dạ. Lúc ra cái miếng nó to lắm. Đợt nãy con thấy thì con tưởng là cái bánh tráng kia của mình đó cả nhà. Con không nghĩ là cái bánh tráng dạng vậy. Cái này á, thì nó kèm với lại cái ớt, để cô lấy cái ớt cho con nha. Đúng cái hiệu, đúng cái nó là ăn với lại cái chi và cái ớt rửa riêng nó. Wow. Nó mặn mặn, nó chua chua. Rồi bây giờ vô lấy cái chén tiểu á, múc lên chén ớt ra cho mấy anh thử á. Ớt rồi, ớt bự á, con hỏi mình cui á. Đây. Giờ cô làm cái món nào trước vậy cô? Bánh mì sốt phô mai trước vậy con. Rồi, bánh mì sốt phô mai. Bánh mì, xúc 20. Dạ, 20. Đó, một ổ. Ở trong con thấy có pate. Có pate, có sốt marinara. À. Rồi. Rồi, cô làm ha. Vô. Này thì chỉ có xúc xích, phô mai và mayonnaise. Dạ, chỉ leo, ớt. Nhưng mà lúc trước cô bán cái gì mà sao lại cô lại quyết định bán những món này? Cô bán một thứ thập cẩm. Trước cái tháng 6 cô bán á? Thập cẩm. Thập cẩm. Rồi à. Xong rồi cái cô thấy bây giờ cần phải bán thêm đổi món cho học sinh. Nên là cái cô có bán tới bánh mì sốt phô mai. Dạ. Đó, rồi còn trước xong. Đó nữa. Trước đó là một tháng 6, bắt đầu tháng 6 là cô có bán một cái thập cẩm thôi. Dạ, thì con hỏi đó, trước đó nữa cô làm việc gì mà sao cô lại nội trợ. Nội trợ hả? Đó.
rồi cái tự nhiên cái thích bán gì. Ok rồi, bánh mì phô mai đó, nhìn hấp dẫn quá. Và đây là bánh mì nướng phô mai nè cả nhà. Cái phô mai này là sao? Phô mai sốt, sốt phô mai xúc xích. Sốt phô mai xúc xích. Chỉ có một thứ xúc xích và chi thôi. Dạ. Cái chi này cũng là ngoại luôn. Cái vàng này là Việt Nam thôi. Dạ. Vàng trên à, nói chung là vàng sốt là cô sử dụng là đồ ngoại. Đó vàng này. Vàng là này Việt Nam. Rồi. Mừng quá. Rồi. Cô bán từ 3 giờ đến 8 giờ. Dạ. Những cái giờ nào là giờ cao điểm cô? Giờ từ 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi. Đường cà. Cô làm quen tay rồi nha cả nhà, cho nên ai mà không ăn cái gì nhớ nói cô. Ồ, thành phi. Mừng quá. Thú thiệt với cả nhà là không có đem đồ hàng theo mà cô cho mượn 3 dĩa luôn. Quá tuyệt vời. Đúng 20 ngàn nha cô. Đúng 20 ngàn. Đó. Cô biết mà cô đâu dám bán nhiều. Nhiều là mệt con đó. Dạ. Cái này thì chỉ ăn với sốt marinade. Dạ. Mình chắc cho con thêm một ít tương ớt. Đây tương ớt nhiều dạ, dạ, con. Dạ, xin cô Nguyễn rồi. Ok. Cho nó hấp dẫn. Rồi. Bánh tráng. Bánh tráng phô mai. Bánh tráng này là giá 15 ngàn. Tại vì cô lấy hơi nhiều. Dạ. Hai con hai còn hay là cũng muốn làm bự, cô muốn làm 10 ngàn. Cô làm 10 ngàn cho con okay, coi đi. 10 ngàn cô bớt bánh lại thôi. À, nói chung là gì khác cái bánh hay không con? Ờ, nó chỉ khác rồi một lớp này thêm một lớp nữa. Đó, rồi cô mới hốt thêm một lớp nữa. Ồ, cái phô mai nhìn nó hay hay ha. Cái chi với con cô phải nấu cho nó tan chảy ra. À. Xịt được. Đó. Phải về nấu lại nữa. Phải về nấu chứ nó là nguyên cục con. Dạ. Nó là nguyên cục. Mà phô mai nhập mà bán trời con thấy cô xịt quá trời luôn. Ok, 10 ngàn. À, vậy là xong. Rồi. Rồi quan đúng cái rồi, này. Cái này. Ai thích ăn thì ăn. Cái này là cái ớt mà cô nói nè. Ớt này gọi là ớt gì cô? Của người Mễ họ bởi họ ăn một bộ vậy đó con. À là cái món này ở bên nước ngoài họ ăn như vậy. Người Mễ ăn á. À giống ngâm chua hả con? Có thấy. Có, nó ngâm chua con nhưng mà cái vị mặn chua. À là người ta ngâm luôn. Đúng, người ta ngâm sẵn luôn. Dạ. Cái thùng. Dạ. Bây giờ cô bỏ vô con bỏ vào sao? Con ăn cái đầu con gắp tới đó. Ăn tới đầu gắp tới đó. Nếu mà con muốn nè cô để cô xếp cho con đi dạ. Cái này ai tới thích cái này thì có thể nói cô nha. Tại vì đa số thì học sinh không dám ăn tại nó hơi the. Dạ, đó rồi, bỏ vô đẹp lên liền. Rồi. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi. Rồi. Tập cảm hay phô mai em? Ủa cái này cô ấn chưa? Ấn rồi đó con. À ấn rồi nó gì? Ủa. Rồi. À rồi đó. Đây là cô xài cái máy nướng sandwich luôn nè cả nhà. Chính là nó đưa tưng lên. Đó. Bánh mì mua về sẽ được vị ở đây phết mayonnaise và pate. Phết xong là mình nướng cho nó. Rồi nướng. Tại đây mình mua hay mình nhà làm chị? Mua đây, mua mà mua hai hàng chất lượng cao. Mua trong siêu thị á. Chị mua trong siêu thị. Tại vì bán đông quá thì không. Tiệm cô chơi hàng chất lượng không à? Pate này thì mua siêu thị. Dạ. Rồi. Úp thôi. Rồi. Đây cả nhà ơi, thì đang ghi là đây là cái dĩa bánh mì thập cẩm. Rồi bây giờ tổng quan lại ha, 3 giờ là cô bán tới 8 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Và nãy giờ thì Phú cũng đã cố gắng quay rất là chi tiết cho cả nhà tại vì không gian cũng khá nhỏ. Thôi thì bây giờ thì xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tới các bạn chúng ta thưởng thức. Anh đang dạng trứng gà bánh tráng chứ. Thôi cảm ơn nha. Ừ, cái bánh tráng này lạ quá. Ăn không chứ đi. Cái này ăn không thì nó vô gì hết. Phô mai. Phô mai sẽ có vị chua chua. Có vị mặn nó ít lắm. Món này ăn là chủ yếu là này, cắn vô.
Món này chắc phải phút cặp tay rồi. Rồi có phô mai tương ớt mayonnaise nè. Món vị nó ngọt quá. Ớt thử kèm. Nó giống vừa chua thiệt. Dạ. Món này nói chung là nó kén vị nhiều lắm. Ăn nếu mà ăn thử biết được chứ sợ nhiều người bạn ăn không quen á sẽ không thấy ăn nó ngon đâu. Rồi cái vị nó chua chua. Nó không có vị ngọt nhiều. Okay. Rồi nó có vị bùi bùi nhẹ. Rồi qua nha. Nó có gì bạn ơi? Phô mai. Rồi cái món bánh mì nướng phô mai này thì cô thấy nó cũng giống như bánh mì nướng Đồng Cẩm, chỉ khác là có phô mai và nó chỉ có xúc xích thôi, không có nhiều. Cái phô mai này của cô ấy, cái độ béo nó không có nhiều. Mì giòn rồi. Mai của anh lạ, nó không có tạo cảm giác không biết nói làm sao, tại do có thể do Phú không quen ăn được cái với cái phô mai này, mà mình thấy là những bạn học sinh tới ăn á lại kêu cái món này rất là nhiều, nên là các bạn thích cái vị phô mai này phối với những cái này. Rồi qua wow. Cái này là cô khuyến mãi, cô tặng cái bánh mì sô cô la này, biết ngon không, dính dính. Được cái sô-cô-la là từ cái hũ á, ăn rất là thơm. Lúc mà đem ra đây nè, thơm lừng rồi cả nhà. Rồi bây giờ Phú ăn cái bánh mì Thập Cẩm đúng như kiểu Tân Phú nha. Vì chúng ta không cần phải đi xa ra tới quận Tân Phú, chúng ta cũng có thể thưởng thức dĩa bánh mì Thập Cẩm này. Mình ăn riêng cái chả nè. Nè nem ăn thơm thơm à, còn gì nữa ta, nem cua cá viên cái này nó nhiều quá luôn, quá nhiều thứ. Đây bánh mì. Có thể thấy nãy giờ á, thật sự là Lý chia sẻ cả nhà là cái món bánh mì phô mai á, có thể là do phô mai cô sử dụng á không có hợp với khẩu vị của người Việt, nhưng mà nó hợp với những bạn như dạng học sinh. Cá nhân Phú vừa ăn thấy nói chung là đồ thì chất lượng, nhưng mà về vị thì chắc là sẽ tùy người thôi. Còn cái này thì quá ok rồi, cái này từ trà bông hay gì nãy rồi Phú ăn à, hai cục ngàn nhiều. Được có nửa một phần là được nửa cái trứng cút. Dạ, ai lột nửa cái trứng và một cái trứng cút. Bánh giò, bánh trưng. Bây giờ để mình lấy miếng này
quệt miếng mayonnaise, cay viên, hình như nãy cô có xịt xương cà đây đúng không ta? À, đúng rồi, nhưng cô xịt xương cà hôm nay rồi hút lên thêm tương ớt. Nói chung là nãy giờ Phú ăn thì món của cô bán có nhiều, cũng có nhiều thứ để phân tích đó. Không phải là nó không ngon, mà để ăn xong miếng này đi, Phú sẽ đánh giá tổng quan mọi người nghe dùm cái đó nha. Phú nghiệm thu kỹ hơn. Hay. Thôi, gấp miếng mỡ hành đậu phộng là nó ngon. Nói chung là Phú đang ở tình trạng rất là khó xử. Như cái này biết rồi đó, khen thì rất là dễ, chê cũng rất là dễ, nhưng mà nằm ở mức giữa giữa nó rất là khó. Nhưng mà đây là đầu tiên thì chắc là con xin gửi lời cảm ơn đến cô Mỹ Nhân đã hỗ trợ cho tụi con ở có một nơi ngồi để mà có thể quay được cái clip này. Nhưng mà chắc là con xin lỗi cô nếu con có nói gì không phải, cô bỏ qua. Mong cả nhà lắng nghe kỹ ha. Nói chung thực sự những đồ ăn của cô được bày trí, được làm rất sạch sẽ, ngon và đều là đồ chất lượng. Riêng về hương vị thì tổng thể cá nhân của Phú thấy là ở đây có như là sẽ nơi hơi thiếu vị ngọt một chút xíu. Nếu mà ăn cái này là chắc phải tùy vị mỗi người, và chắc là cô cũng sẽ từ từ cô cân đo đong đếm lại. Giống như cái bánh mì nướng thập cẩm á, thì nói chung là toàn bộ các món thì sẽ hơi thiếu vị ngọt. Bánh mì nướng thập cẩm nếu mà cả nhà để mà có thêm vị ngọt, các bạn có thể nói cô bỏ ruốc nhiều hơn một chút xíu để nó tăng cái độ ngọt. Còn ngoài ra cái bánh tráng và cái bánh mì nướng phô mai á, khi mà bỏ phô mai và nó có cái mayonnaise á, ăn nó sẽ cảm giác cái vị chua nó sẽ lấn át hơn đó. Thì cả nhà nắm rõ cái này để cả nhà tham khảo kỹ ha. Chứ còn ngoài ra thì mọi thứ của cô làm từ cái câu chuẩn bị, cả nhà có thể thấy là rất là sạch sẽ. Đồ ăn là mức sốt đều là đồ ngoại nhập, có thể là do cô sử dụng ngoại nhập mà chưa có phối lại để cho phù hợp với cái hương vị tổng thể của người Sài Gòn mình á, cho nên nó sẽ món ở đây một điều là tùy vị của từng cá nhân. Tại vì mình thấy bán đắt lắm, mình thấy các em học sinh rất là thích cái món của cô bán. Rồi thôi, trời cũng đã sụp tối. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp.